Shop Pico Nhật Bản chào tất cả các người thủ nha. Quay trở lại với dòng ngày hôm nay, bây giờ ngày 27 tháng 3 nha anh em. Cái video này cho mình tổng cộng có 27 mẫu cần nha, những mẫu cần giá rẻ nha anh em. Đầy đủ những dòng như là cần ISO, cần tay lóng ngắn, cần lua này, đây có cần lua 4 khúc nha anh em, máy ngang. Một số cần lọc thì độ cứng từ là HX, AX tới tầm khoảng vào DS và CS nha. Đầy đủ cho mình đây. Từ dây trong thì có cần rút, một số cần tay, cần lua thì những dòng như là khoen AGS. Độ dài cần từ 1.8 nha, tới tầm khoảng vào 3.4, 3.5. Đó cho mình lua gần. Và cần một khúc để có những dòng cosit của dòng Scorpio nha anh em. Japan cần cắm gốc này, cho nên mình zit nha. Đó, rất đẹp cái này. Và số cần 2 3 khúc không ngâm. Thì hôm nay lô cần này mình giá tốt cho anh em. Thì có là 27 mẫu cần, ship có toàn quốc những hàng đúng kiểm ạ. Rồi mã số 1 thì đây sẽ có một con cần dạng súp lỡ nha anh. Con này thương hiệu của mình là Suzumi nha. Đây Suzumi. Cái độ dài con này là 2.7, độ cứng tầm khoảng vào 15. Con này bản nội địa Nhật và khoen của mình là khoen Pat Fuji hết ạ. Đó, khoen Pat Fuji nha anh. Tình trạng thì nếu hàng bãi thì nó sẽ có sức sờn ngoài thôi, không ảnh hưởng chất lượng cần cho mình. Ngọn 2 ly nha, cứng tầm khoảng 15. Con này thì đi kèm cho là 3 lóng như này. Này, 3 lóng và lóng của nó thì có ok nha. Tất cả mặt hàng bên em đều ship có tới tận nhà, anh em mình được kiểm tra nha. Đây được kiểm tra hàng thanh toán ạ. Đây khoen Pat Fuji hết, khoen đẹp nha, không nứt chân. 2.7 cứng tầm khoảng 15, cân nặng là 140g, mã số 1, giá 500 như này. Đây, giá 500.000 ạ. Toàn bộ cần ở đây đều là cần carbon như này. Số 2 thì con này cũng dạng là cần súp lỡ nha. Con này súp lỡ của dòng Olympic nha. Đây thương hiệu của mình là Olympic này. Cái độ dài con này là 3.6. 3.6 cứng tầm khoảng AX là cứng tầm khoảng 25. Đánh đầu cần mà gần bờ. Con này bản mình là bản nội địa nha này. Đây nội địa Nhật Bản cho mình. Pat Fuji và dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji, khoen lớn xứ xám. Ngọn cần đo cho mình là ngọn 2.2 ly. Con này vẫn có cho mình là hai khoen chạy đây. Và phôi của mình là carbon xoắn vân. Cần đi kèm là 4 lóng nha. Đây đi kèm là 4 lóng nha. Tình trạng cần thì có ok hết, đóng semi chống nổ đầy đủ này. Đó, phôi carbon xoắn vân 36, cứng 25 như này, tầm khoảng ấy cho mình. Rồi cần lục Olympic, cân nặng con này là 240g, mã số 2, giá 600 như này. Đây, giá 600.000 nha. Số 3, một con cần ISO khoen nhỏ, con này bản nội địa Nhật của dòng Nissin như này. Đây Nissin rất đẹp nha. Đó. Con này thì thương hiệu cũng là Nissin. Độ dài của cần là 5.4 đi kèm 6 lóng. Con này bản nội địa Nhật này. Đây Nissin nha anh em, dòng GR. Thì khoen pad hoặc khoen pad Fuji xứ xám hết. Độ cứng ra cho mình tầm khoảng độ cứng 1 thôi. Cứng 1 thì mình câu cá tráp cá hanh. Ngọn nhỏ cho anh em, tầm khoảng vào 1 ly. Thì con này ngọn cần thì chỉ có là hai khoen chạy nha. Con này thì ngọn của mình là ngọn đặt ngọn tháp này. Đây chỗ tháp cho mình nha. Ngọn long phụng cho mình. Đó, còn phôi của mình là carbon xoắn vân toàn thân hết. Nissin thì anh em biết rồi, 100% đều là hàng nội địa Nhật nha. Con này xả cần tay tầm khoảng 3 hát thôi. Đó cho mình câu cảm giác cái này. Đây, Nissin rất đẹp nha. Đó, Nissin ạ, nội địa Nhật. Thì pad con này là pad Fuji F6, tay cầm được cuốn xịa như này. Gốc con này thì nó sẽ có một cái nắp này. Cái nắp này thì nó để chặn cái nắp đít lại như này. Đây, thì nắp đít xoay vặn này. Cái này thì nó gắn ở dưới á. Đây, cho nó khỏi bị này kia nha. Cần có rất đẹp. Cân nặng của cần là 175g, mã số 3, giá 600 như này. Đây, 600.000 ạ. Nissin nha, rất đẹp. Số 4 thì đây sẽ có một con cần ISO khoen nhỏ của dòng Daiwa như này. Đây, Daiwa 5.3, độ cứng là 1.5. Đấy, 1.5 nha. Con này thì dòng Cross Carbon. Hàng của mình là Korea xuất thị trường Nhật nha. Con này phôi 2 da. Khoen Pat Fuji hết. Rồi con này thì ngọn của mình thì đo cho mình xác cho đây là ngọn 1.4 ly. Ngọn sẽ có 1 này. Đây và 2 khoen chạy như này. 1, 2 khoen chạy nha. Con này thì mấy cái lóng trên của nó là carbon xoắn vân này. Đó, một xoắn vân nha. Còn mấy cái lóng dưới là 2 da hết này. Con này xả gần tay cứng tầm khoảng 300H như này. Phôi hay da cho mình này. Và khoen pad là khoen pad Fuji hết nha. Đây, khoen pad Fuji hết. Độ dài của cần là 5.3, độ cứng 1.5. Pad là pad gập này, Fuji Daiwa. Cân nặng của cần này là 200g, mã số 4, giá 500 như này. Đây cho mình giá rẻ nha, 500.000 ạ. Đó, ISO khoen nhỏ Daiwa, phôi hay da. Số 5, một con cần ISO dây trong. Con này thương hiệu của mình là dòng NFT nè. Con này cực kỳ đẹp luôn. Dài cho mình là 5.3, độ cứng cần là 0.6 nha. Của dòng Arenot. Cái phụ kiện thì nó sẽ có một cái đắp chụp zin theo cần đây. Đây, cái đắp chụp theo độ cứng như này, 0.6 cho mình đây. Đó, có đắp chụp kèm nha. Con này có dòng 2 speed, con này thì rất là đẹp nha, mới tinh luôn. Độ dài con này là 5.3, cứng 0.6, thích hợp cùng cái tráp cái hành thôi. Ngọn 2.8 ly. Cứng tầm khoảng 3H cần tay nha. Phôi của mình là carbon xoắn vân này, toàn thân cho mình. Đó, lóng lít còn rất là sáng đẹp hết cho mình nha. Đó, đẹp này. Ok hết ạ. Tình trạng con này thì cái lóng sát gốc của nó thì có sức dăm sơ sơ thôi. Đây còn lại thì ok nha. Đó,
con này thì ok cho mình hết ạ. Rồi con này khoen đề ba của mình là cũng là khoen ship luôn, nó có hai khoen chạy ở đây. Dài 5m3, cứng 0.6 NFT, bát là bát liền nha này, bát liền thân. Cân nặng của cần là 200g, mã số 5, giá là 1 triệu nha. Đây giá cần là giá 1 triệu cho mình ạ. ISO dây trong. Tiếp theo mã số 6, số 6 thì đây sẽ có một con cần lục. Đây con cần lục carbon giá rẻ nha này, Master Sub, dài là 39, cứng 25. Con này khoen của mình là khoen bát thường nha. Đây khoen bát chính hãng theo cần này. Thì độ cứng 25, đánh đầu cần và gần bờ, ngọn đo được cho mình là ngọn 2.7 ly, ngọn nước sơn màu trắng thì nó sẽ có cho mình là hai khuyên chạy đây. Đó, ngọn có hai khuyên chạy như này. Con này thì kèm cho mình 4 lóng, còn mấy lóng còn lại là nước sơn màu đen. Đây, carbon như này. Đó, tình trạng có sức dăm sơ thôi. 39 độ cứng 25, đánh đầu cần và gần bờ, đánh bạc bãi bạc biển được nha. Cân nặng của cần là 370g, mã số 6, giá 500 như này. Đây, giá 500.000 ạ. Tiếp theo mã số 7, số 7 thì một con cần lục, con này cần lục carbon, độ dài của cần là 4m2 nè, độ cứng là 25 luôn, đây dài hơn con hồi nãy. Con này thì khoen pass là khoen pass Fuji, đây loại xì đất xám. Cái ngọn con này thì đo được cho mình là ngọn 2.5 ly, thì những dòng cần lục thì nó vẫn có cho mình là hai khoen chạy ở trên rồi. Đó, con này thì 4m2, vẫn đi kèm là 4 lóng này, đó, vẫn đi kèm là 4 lóng nha. Tình trạng cần thì nó sẽ còn ok hết này, đó, đóng semi chống nổ đầy đủ hết chưa. 4m2, độ cứng 25, AX. Rồi khoen pass Fuji hết, con này thì pass thấp, anh em muốn hạ thì vẫn được nha. Cân nặng của cần thì cân được là 400g, mã số 7, giá con này là giá 700 như này. Đây, giá 700.000 ạ. Tiếp theo mã số 8, số 8 thì sẽ có một con cần lục của dòng Shimano, con này thì của dòng Spinjoy, 39, cứng HX như này. Đấy, từ đây cho mình tầm khoảng từ 7 đến 20 thôi, mềm nha, đánh đầu cần gần bờ. Con này bản China xuất thị trường Nhật nha, nó sẽ có mã code và tem đầy đủ đây, con này thì dạng phấn hồng nha. Rất đẹp, nước sơn màu hồng hết. Và khoen nó có mình là khoen pass Fuji xứ xám. Ngọn con này thì đo cho mình sát trên này là ngọn 2 ly. Thì vẫn có cho mình là 1 và 2 khoen chạy đây. Đó, tất cả các lóng một cần như này đều là nước sơn màu hồng hết. Đây, hồng đẹp này. Đó. Đánh đầu cần mà gần bờ nha. Đây, của dòng Shimano 39, cứng HX như này. Đây, tầm khoảng từ 17 thôi tới 20. Rồi, cân nặng con này là 300g nha. Mã số 8, giá 1.200.000 ạ. Đây, 1.200.000. Tiếp theo mã số 9, số 9 thì đây sẽ có một con cần lục của dòng Shimano nha anh em. Con này dòng Shimano dòng Sutader FV. Dài là 4m05, độ cứng là EXT thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào 25. Con này bản Indo xuất Nhật nha. Đây có mã code và tem vàng. Tình trạng cần thì còn đẹp nha. Mấy con cần sup này thì bên em sẽ hỗ trợ hạ pass hết. Pass Fuji Stylus này, LS7, một dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji xứ xám. Cái dòng Sutader này thì ngọn cũng gần để đo cho mình là 2.4 ly, để có định vị nha anh em. Đây có định vị hết này. Đó, định vị khoen nha. Thì con này 4m05 thì cần vẫn đi kèm mình là 4 lóng như mình thôi. Đây 4 lóng như này. Và phôi con này thì nó còn rất là sáng đẹp này. Đây đóng semi chống nổ đầy đủ cho mình luôn. Đó, khoen pass Fuji hết nha. 405 độ cứng cần là EXT. Con này thì cân nặng của cần là 390g, mã số 9 nha này. Giá con này là giá 2 triệu nha. Đây giá 2 triệu cho mình ạ. Tiếp theo thì ở đây sẽ có mã số 10 là một con cần lộc của dòng Daiwa. Con này thì cứng hơn như này. Con này có dòng Daiwa dòng Price Sub, dài là 4m05, độ cứng là T30 nha, tầm khoảng CS, đánh lộc tầm khoảng 30m độ lại này. Con này bản China xuất Nhật này, có mã code và tem vàng. Đây tổng thể thế này. Đây sub casting như này. T-Pad là Fuji Stylus LS7, dàn khoen cũng là dàn khoen Fuji. Đây loại xì đất xám. Con này thì cứng hơn con ấy cho mình nha. Ngọn cần thì đo được là ngọn 2.5 ly, thì dòng nó đều có định vị như này. Đây có ngọn định vị này, 1 và 2 khoen chạy có định vị cho mình. Cần thì vẫn là 4 lóng nha. Đó, 4 lóng. Cho bên em muốn cứng hơn á, thì mình lấy tầm khoảng B hoặc A. Còn anh em mềm nha, mềm mềm thì mình cứ lấy tầm khoảng từ AX. Còn 30 thì dạng vừa nha. Đấy, 30 thì dạng vừa. Đấy, không xa không gần như này. Khoen khít còn đẹp và sáng hết. Rồi Daiwa Price Sub chữ đỏ T30405. Cân nặng của cần là 410g, mã số 10, giá 2 triệu như này. Đây 2 triệu nha, hỗ trợ hạ phát cho mình ạ. Tiếp theo mã số 11 thì đây sẽ có một con cần lục 3 khúc của Daiwa luôn. Con này của dòng Z Sport phôi 2 da. Con này độ dài cần là 4m, 3 khúc, cứng 27, tầm khoảng DS đối với cần 3 khúc. Còn CS thì bằng cần rút nha. Đó, phôi 2 da, khoen pass Fuji xứ xám. Con này của dòng là Cross Carbon, con này bản Taiwan xuất Nhật nha. Đây, Taiwan xuất thị trường Nhật cho mình. Cái con này thì cái khoen đề bao của nó nằm trên này như này. Cái cần thủ trước á, người ta dời xuống đây, cách tầm khoảng 20 phân nha, từ trên này xuống. Thì nó sẽ gần hơn với cái máy hơn.
Con này thì phôi hay da toàn thân, nó sẽ hỗ trợ cái đầu bu phu xích chống xoắn, còn lại là dàn khoen Fuji xứ xám nha. Đó, nó có dây khoen xuống. Thì con để cho mình giá rẻ nè. Đây, giá rẻ cho mình thôi. 4m cứng 27, đai qua, cân nặng là 400g, mã số 11. Để mình giá là 1.800.000 nha anh em. Đây, 1.800.000 ạ. Nó giờ cái khoen nha. Đây, con này có giờ cái khoen trên đây xuống, nó gần cái máy hơn cho mình thôi. Tiếp theo thì đây sẽ có một con cần thợ tay trợ máy nha anh em. Con này siêu đẹp luôn, của dòng Ryobi. Con này bản nội địa Nhật nha anh em. Con này của dòng Production này, 4m5 nha, cần tay trợ máy. Con này thì pad của mình là pad titanium nha anh em, LS6. Đây, phôi hai da toàn thân. Khoen đại ba con này là khoen full xích nha, xích gold cho mình ạ. Thì cần tay trợ máy thì ngọn rất là nhỏ rồi. Đây, con này ngọn của mình đo được sát trên này á thì là ngọn tầm khoảng 0.5 ly. Và cần tay trợ máy thì đều là ngọn đắt, ngọn tháp nha anh em. Và phôi con này là carbon xoắn vân, cái ngọn ở trên này. Còn mấy cái lóng dưới của mình là hai da nha. Đây, hai da của dòng Ryobi. Cái con này đều có định vị nè, nó sẽ có định vị các lóng. Đây này mình chắc là nó khỏi bị lịch khoen này. 4m5 đi kèm 5 lóng nha. Đó, phôi hay da có Ryobi. Con này cực kỳ đẹp luôn. Khoen xích gold nha, và pad của là pad titanium. Đó, cực rất là mới. Rồi con này thì cân nặng của cần á thì cân được chỉ có là 120g, mã số 12. Giá con này là giá 1.000.000 nè. Đây, Auto Kosumi nha. Của Ryobi. Con này tay trợ máy nè, rất đẹp. Tiếp theo thì đây sẽ có một con cần tay cho mình câu suối này. Đây, con cần tay câu suối mã số là 13 này. Mã số 13 là một con cần tay của dòng Daiwa. Con này thì thương hiệu mình là Daiwa dòng Carbon Gold. Dài là 4m5 nha. Con này bản nội địa Nhật. Con này rất là nhẹ luôn. Cho nên mình câu cá suối cứng tầm khoảng vào 2H thôi. Đây, ngọn cần thì ngọn nhỏ nha. Ngọn 0.5 ly. Đi kèm là 5 lóng và rất là mềm nha. Đây, rất là mềm và dẻo. Anh em lưu ý nha. Con này thì câu cá suối thôi. Cá tầm khoảng bằng ngón tay á. Một hai lạng đối lại này. Đó, phôi rất đẹp nha. Phôi con này thì carbon xoắn phân toàn thân. Đó, mình có suối, câu tôm, câu cá rô, cá giết như này. Con này siêu nhẹ luôn. Cần tay lóng dài của Daiwa 4m5, mà con này cân nặng của cần chỉ có là 70g thôi. Đây, tay cầm được cuốn chỉ nha. Con này mã số 13 nha em. 13, giá 800. Đây, giá 800.000 ạ. Cho mình em câu suối nha. Rồi, mã số 14 thì con này cho mình đánh cá chép cá mè nha nè. Con này là cần ISO hạ cần tay carbon. Dài là 4m5, độ cứng 4, hiện tại là rơi cho mình tầm khoảng vào 5H nha. Đây, 5H. Có mấy lóng của nó thì đều cuốn chỉ này. Đây, anh em cuốn chỉ chống nổ hết. Cái lóng khoen đề ba, cái lóng đề ba của mình là có đóng sơ bi sẵn rồi nên mình không cần cuốn nha. Hiện tại con này thì ngọn lớn 2 ly, độ cứng rơi cho mình tầm khoảng 5H. Đây, lóng của mình là carbon nè. Nước sơn màu bạc nè. 4m5, độ cứng 4 trên 5H. Đi kèm là 5 lóng nha. Đây, đi kèm 5 lóng tổng thể thế này. Cần thì nó sẽ còn ok chứ này. Con này cái chỗ này, cái bát mình bắt vặn á thì tháo nó sẽ còn dính keo sơn thế này, cũng không ảnh hưởng gì nha, mình về mình vệ sinh lại thôi. Rồi, cân nặng của cần là 240g, mã số 14, giá 500 nha này. Đây, giá 500.000 ạ. Con này cứng nha này, cứng 4 ISO thì dạng cứng rồi. Tiếp theo thì đây sẽ có một con cần tay lóng ngắn. Đây, con này cần tay lóng ngắn rất là gọn nhẹ nha, cho nên mình câu bỏ ba lô gốc xe đi du lịch này. Con này thì cần tay lóng ngắn của dòng Daiwa. Con này thương hiệu của mình là dòng CG Carbon Gold nha. Dài là 6m1 này. Đây, 6m1 nha. Con này cần ra tương đối thẳng, cứng tầm khoảng 3H. Ngọn của mình thì đo được cho mình sát trên này là ngọn 0.6 ly. Con này ngọn của mình là ngọn đặc cho này. Và phôi của mình là phôi carbon này. Đây, carbon xoắn vân toàn thân nha. Đây, lóng lít còn rất là đẹp và sáng ạ. Đây, tổng thể thế này. Cần thì nó sẽ còn ok nha. Đây, đẹp sáng ok cho mình ạ. 6m1. Cứng tầm khoảng 3H. Con này thì mình về mình câu cá suối, cá rô, cá giết, mình đánh cá chép, cá mè vẫn được nha. Con này phôi đẹp này. Đó, đây qua. Rồi, cái tay cầm con này gúc á thì nó được cuốn chỉ này và dây mây, nắp chụp thì xoáy vặn inox nha. Cân nặng của cần là 230g, mã số 15, giá 800 như này. Đây, giá 800.000 nha. Con này thì nó thu gọn, rất là gọn nhẹ này. Thu gọn của cần chỉ có là 47cm này. Đây, 47cm thôi. Rất gọn nha. Rồi, tiếp theo thì đây sẽ có một con cần lưu như này. Đây, con cần lưu 4 khúc nha. Con cần lưu máy ngang. Có rất là gọn nhẹ cho mình bỏ ba lô cốp xe du lịch này. Con này thì cần lưu máy ngang carbon. Độ dài con này là 6 feet như này. Là 1.8 cái ML 4 khúc nha. Con này bạn của mình là Korea xuất thị trường Nhật như này. Đây, made in Korea. Rồi, cái thông số tải mồi cho mình á là từ 7 đến 21g. Tải cá là 8-20L bao nha. Và pad là pad Fuji Japan. Dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji hết này. Đây, khoen Fuji 3 chân sứ đen. Rất là gọn nhẹ nha. Con này thì 1.8 4 khúc. Để em đo cái thu gọn này.
Thu gọn vô cần là tầm 50cm thôi nha em. Để 50cm nha, rất là gọn nhẹ luôn. Mình bỏ cốc xe, ba lô du lịch cũng được. Ngọn thì đo cho được cho mình là ngọn 1.8 ly. Cân nặng là 120g, mã số 16. Giá 600 nha em. Giá 600 ngàn ạ. Cần lưu 4 khúc nha. Tiếp theo mã số 17. 17 thì ở đây sẽ có một con cần lưu 2 khúc máy đứng. Đây, cần lưu khúc máy đứng rất đẹp nha em. Con này khuyên gold nha, xích gold. Con này của dòng Bass Bomber, của dòng Suzumi. Độ dài con này là 5.6 ft, 1m68, cứng L nha, L. Thông số tải mồi từ 1/8 đến 1/4 OZ, tải cá từ 6 đến 10 L bao. Tải khoen cơm là khoen xích gold nha. Ngọn cần thì đo được cho mình là ngọn trên này là ngọn 1.8 ly. L thì thích hợp mình câu cảm giác thôi, không cứng lắm. Rồi con này thì tay cầm của mình là bằng cán bần nha. Đây tay cầm cán bần khoen Suzy Gold. Cân nặng là 95g, mã số 17, giá 600 nha em. Đây, giá 600 ngàn ạ. Đẹp nha. Mã số 18 thì đây có một con cần lưu máy đứng 2 khúc. Đây con này thì của dòng là dòng Daiwa nha em. Daiwa dòng Labat nha. Con này cực kỳ ngon luôn. Đây anh em nhìn này. Cái thông số của mình á là 8.7 ft nha, là 2m61, cứng là ML. Thông số tải mồi cho mình là từ 5 đến 28g, tải cá từ 6 đến 12 L bao nha. PE từ 0.5 đến 1.2. Con này bản China xuất Nhật này, có mã code và tem vàng. Mấy con này thì anh em biết rồi, khoen của mình là dàn khoen AGS nha này. Đây, khoen của mình là khoen AGS này. Cái dàn khoen này thì cực kỳ mắc nha. Cái bộ khoen lẻ này của nó một bộ gần 4 triệu cho mình rồi. Đó, ngọn 2 ly nha. Full carbon xoắn vân. Đó của đây qua, sòng khoen AGS. Con này thì giá thị trường ở bên Nhật hoặc bên châu á nó bán thì tầm khoảng 1 trên 8 triệu như này. Tầm 8 triệu hơn cho mình hết nha. Con này thì hàng trưng bày bên cửa hàng Nhật nên nó sẽ còn mới cho mình tầm khoảng trên 95%. Nó chỉ thiếu cho mình mỗi cái hộp thôi và cái bao vải thôi nha. X45. Rồi con này thì cân nặng là 125g, mã số 18, để cho mình giá tốt như này, 4.5 triệu ạ. Đây, 4.500.000 nha. Thiếu cho mình một cái hộp thôi, khoen AGS hết cho này. Rồi tiếp theo thì đây sẽ có một con cần lưu 2 khúc máy đứng này. Con này thì anh em mình lưu cái lóc, cái chẽm, lưu gần vẫn được nha. Con này thì tương đối cứng. Cần lưu 2 khúc máy đứng của dòng Beat Sliver. Dài là 2m7 anh em, 9 ft. Thông số tải mồi từ 14 đến 40g. Thì độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng từ MH nha. Và con này khoen của mình là khoen pattern nha, khoen pattern loại xứ. Ngọn là 2.5 ly, con này thì đa năng. Anh em về câu lua, mát 40g hoặc mình câu ngâm, câu lăng xê, đánh chép, ao sông hồ dịch vụ đều được này. Đó, khoen pattern, khoen pattern chính hãng theo cần ạ. Con này phôi tương đối dày cho nên cân nặng của cần là 270g, mã số 19, giá 500 nha. Đây, giá 500 ngàn ạ. Tiếp theo mã số 20 thì có một con cần 2 khúc. Con này dạng cần lua cho nên mình câu bè nè. Đây, con này dạng cho mình lua, mình câu bè, câu cảm giác thôi. Con này là cần máy ngang 2 khúc, thương hiệu của mình là Alpha Tackle, dài là 2m4. Con này bản Korea xuất thị trường Nhật này. Đây, tổng thể thế này. Tay cầm cán mút dàn khoen Fuji xứ xám, máy ngang như này. Bắt đầu bắt bạn này, Fuji chữ vàng. Con này thì nó cứng tầm khoảng độ cứng UL, tính theo cứng lua thôi. Ngọn rất là nhỏ nha, tầm khoảng 0.6 ly. Đây 0.6 ly. Con này mềm như dạng Ikeda cho mình luôn, mà dạng máy ngang như này. Đây máy ngang 2m4, Alpha Tackle. Cân nặng của cần chỉ có là 120g thôi, mã số 20, giá 800 như này. Đây, giá 800 ngàn ạ. Tiếp theo mã số 21 thì một con cần lưu 2 khúc máy đứng. Con này trên đây mình lưu gần như này. Đây con này bạn cho mình bản lưu gần này. Con này thương hiệu của mình là thương hiệu cái dừa nha em. Cái dừa này có dòng Pat nha. Dòng Pat này thì là thương hiệu này của Mỹ nha em. Rồi thương hiệu của Mỹ, con này độ dài của cần á là 11 ft, là 3m3, độ cứng H. Cứng H thì cũng dạng cứng rồi. Tải mồi từ 20 đến 70g, tải cá 40 L bao. Con này tải cá mát tầm khoảng 20 kg nha em. Con này theo cho em lưu gần nha. Rồi con này thì tay cầm của nó được bọc cái màn, mà cái này là màn co nhiệt nha. Đây, màn co nhiệt xin theo cần, cầm rất chắc tay. Đây có dòng Pat. Và dàn khoen của mình đều là dàn khoen full xích nha em. Đây dàn khoen full xích 3 chân, dàn khoen Acoline nha. Đây, Acoline cho mình. 3m3 độ cứng H ạ. À. Thương hiệu của Mỹ. Ngọn cần là 2.8 ly. Con này thì mình lưu gần, câu cá tra, cá chim. Mình neo cá thua được nha. Còn thì đa năng. Cân nặng của cần là 330g, mã số 21 nha em. Giá con này là giá 2.8 triệu nha. Đây 2.800.000 ạ. Đây xong Pat nha. Tiếp theo mã số là mã số 22 thì đây có một con cần một khúc máy đứng nha em. Đây cần một khúc máy đứng. Con này thì một khúc máy đứng carbon của dòng Pro Manai, độ dài cần là 1m2 nha em. Cứng cũng tầm khoảng 120 cho mình á. Đây không tôi nói cứng nha. Con này thì mình câu bè, câu chì lớn. Nếu mình cần câu bè trên thuyền á thì mình câu mấy cái chì lớn nha em. Câu mà dạng là câu lưỡi lục á. Con này ok này, cá tầm khoảng 2-3 kg thoải mái này.
Con này khoen các bạn là khoen Fuji 3 chân sứ đen, ngọn là 2.6 ly. Đó. Tay cầm cán mút pad bằng Fuji DPS luôn. Con này thích là cho mình câu bè, câu bộ lực nha. Cầm chắc chắn nha. Ở 1.2 tương đối cứng, cứng 120. Cân nặng của cần được là 240 g, mã số là 22, giá 400 nha anh em. Đây, con này giá 400 ngàn nha. Một khúc ạ. Rồi đây có một con cờ một khúc này, con này thì trên này mình zip nha anh em. Con này zip biển nha. Con này khỏi bàn luôn, cực kỳ ngon. Con này thì thương hiệu của mình là Shimano, của dòng là Scorpio nha anh em, dòng Osea này, dòng Boss nha. Một khúc máy đứng dài là 6.6, 1.98 nha, gần 2m. Thông số tải mùa từ 20 đến 90 g, tải cá là mát là 30L bao. PE thì từ số 1 đến số 3. Con này thì bản Japan nha anh em, đây nội địa Nhật, có mã code và tem đầy đủ đây. Và dàn khoen con này là dàn khoen full sheet 3 chân này. Đây khoen bướm nha. Con này thì khỏi bàn cho mình rồi, cứng tầm khoảng trên MH. Lua 90 g mát á thì con này anh em zip tầm khoảng 120 g được nha. Đó, cứng tầm khoảng độ cứng hát cho mình. Cái con này thì khỏi bàn luôn. Đánh cực kỳ ngon nha. Anh em mình zip nhiều địa hình nè. Rồi tay cầm cán mút pad vặn Fuji Shimano chính hãng theo cần. Đây một khúc nha. Còn rất đẹp. Cân nặng con này cân được là 260 g, mã số là 23, giá 2.5 triệu nha anh em. Đây 2.500.000 ạ. Rồi mã số 24 thì đây sẽ có một con cần, con này là cần cắm gốc, cho đây một con zip nha anh em. Đây con zip. Con này thì thương hiệu của mình là dòng Ocean. Đây, dòng quanh Ocean nha. Con này thì mới tin chưa xài qua. Rồi con này thì có dòng là dòng No1 nha anh em. No1 cắm gốc, dài 6 feet 1.8. Đây. PE thì hỗ trợ từ 0.8 đến 1.5. Con này lua nha anh em. Lua là bảy từ 7 đến 60 g, cứng tầm khoảng M đối với cần lua. Con này thì tải mát là 10 kg, còn tải tĩnh nha anh em. Tải tĩnh là 5 kg nha. Con này con cá 5 kg đây mình cậu lên thoải mái luôn này. Đó, cần mới tin chưa xài qua. Phơi carbon, bát con này bát Fuji Japan này. Đây, bát Fuji Japan nha anh em. Rất là nhạy nha. Và khoen con này là khoen lõi sứ. Đây khoen lõi sứ xích, hỗ trợ cho mình chơi PE được. Ngọn nhỏ nha, 1.4 ly. Con này tính theo cần lua thì nó sẽ cứng tầm khoảng với M. Đó M nha. Con này mình lua lóc, lua chẽm hay mình zip mồi nhẹ, mát tầm khoảng 60 g, zip trụ điện được cho anh em. Con này thì cần mới chưa xài qua. Con này giá thị trường tại đây có tham khảo nha là 850.000. Vì em để cho mình giá rẻ hơn, 750 cho anh em. Con này 750.000 nha. Con này thì anh em rất là chuộng nha. Cái dòng này dòng mới á, rất là chuộng cho mình ạ. Tiếp theo thì đây sẽ có một con cần cắm gốc. Con này thì cho anh em này. Anh em mình câu biển nha, câu bộ lực đây. Con này cần cắm gốc. Rồi con cần cắm gốc này thì thương hiệu cũng là dòng Pen nha anh em. Đây Pen thì là Pen Mỹ nha. Đây thương hiệu của Mỹ. Con này thì độ dài của cần để em đo chính xác nha, 246L. Con này thì chuẩn xác của cần là 2m4 nha. Đây Pen nha, dòng Light Action này, cứng tầm khoảng L. L thì cũng dạng vừa thôi. Đây tay cầm bằng cán mút nha và pad là pad vặn này Fuji FPS 22. Con này gốc của mình á thì anh em mình vặn qua nha anh em. Đây, xét qua lên. Xong mình cái này mình vặn xuống nha. Con thích cho mình câu máy điện á, câu bộ lực. Dàn khoen của mình là dàn khoen full sheet này, ba chân hết nha. Đây có Pen Mỹ thì anh em khỏi bàn rồi. Đó, một khúc nha, 2m4. Tất cả khoen của mình đều là khoen full sheet hết nha anh em. Đây khoen của mình là khoen full sheet hết nha. Đây khoen của mình là khoen full sheet hết. Pen Mỹ. Gốc của nó thì nó được vặn như này. Để vặn bị đốc cực kỳ chắc chắn nha. Rồi 2m4 con này thì cân nặng của cần là 610 g, mã số 25. Giá là 1.5 triệu nha anh em. Đây 1.500.000. Con này cái ngọn của mình là như là ngọn đặc nha anh em. Cái ngọn đặc là thì mình đi câu cá thì khỏi bàn luôn. Bao gãy nha. Mã số 26 thì sẽ có một con cần là 3 khúc, thương hiệu của mình là Suzumi, cho mình câu cách đánh cá chép cá mè nha anh em. Dài là 3m, cứng 50, của dòng Epicon, con này bản nội địa Nhật nha, phôi hai da, khoen Fuji 3 chân xứ xám. Độ cứng 50, ngọn 2.8 ly. Đấy, cần rất đẹp nha. Tay cầm cán mút bắt đầu bắt bạn này Suzumi chính hãng theo cần. Gốc con này thì sẽ có một cái dây buộc bảo hiểm ở đây. Đó. Cần đẹp nha. Cân nặng của cần là 430 g, mã số 26, giá 750 nha anh em. Đây, 750.000 ạ. Con này mình câu ao sông hồ tự nhiên được nha. Cuối cùng 27 thì một con cần 2 khúc, con này thì của Daiwa. Đây thương hiệu mình Daiwa nha anh em. Con này độ dài của cần là 2m7 này, độ cứng là 30. Cái con này thì Korea xuất thị trường Nhật nha, có mã có tem vàng. Cái này con này thì cần thủ trước, nó phủ cho mình lớp kim tuyến này. Và nó xịt cái bình xịt kim tuyến lên á. Và cái ngọn trên này thì nó đắp cho mình cái lớp bột để mà dạ quang này. Đây nó sẽ ngọn sẽ lớn hơn. Cái này thì mình thích thì mình tháo ra thôi. Ngọn con này là 2.2 ly, tất cả khoen các bạn là khoen pad Fuji hết. Còn để cho mình giá rẻ nha. Cứ 30 thì mình đánh cái chép á. Cái chép thì nó sẽ có cảm giác, nó không bị rách miệng như này. Tay cầm cán mút pad bạn này, Fuji Daiwa. 2.7 cứng 30 để cho mình giá rẻ thôi. Cân nặng con này là 320 g, mã số 27, giá 550 như này.
đây 550.000 ạ. Nó phụ đôi kim tuyến nha. Rồi tổng thể thì sẽ có 27 mẫu cần thì em giới thiệu nha. Anh em cứ xem video rồi chốt đơn cái liên hệ giao Zalo 0923574779. Bên em ship có toàn quốc nha. Rồi chúc anh em có một ngày đi câu nhiều cá sức khỏe. Hẹn gặp lại lần sau. Có xem video rồi cho lượt đăng ký bật thông báo nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều ạ.